Năm nay em 31 cành. Em 29 mùa khoai sọ. Hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh ấy. Em lại chọn đi đá banh. Ấy bây giờ mới nhờ chương trình đó chị. Bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân? Cuối tuần. Em xin tự giới thiệu, em tên Đạt Đệm Quốc. Năm nay em 31 cành. Gì Đạt? Tên Đạt Đệm Quốc, gọi là Quốc Đạt. Tên Đạt Đệm Quốc, năm nay 31 cành. Giới thiệu cũng lạ quá nhỉ. 31 gì? 31 cành đó. Cành là cái gì? Là 31 tuổi chị ơi. À quên, em 30 chứ. Thôi thôi, tuổi không nhớ. À thì ra 30 cành. Dạ. Đạt làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kỹ thuật công ty thực phẩm. Cụ thể bạn làm gì? Dạ sửa chữa những sự cố về máy móc trong dây chuyền. Quê Đạt ở đâu? Dạ em ở Thái Nguyên chị ạ. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em tự giới thiệu, em là Lý. Năm nay em 29 mùa khoai sọ. Nhưng vẫn chưa nảy nở với một ai. Sinh ra ở Hương Khê, tỉnh. Lớn lên thì Crong Bách, Đắk Lắk. Và hiện tại thì làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ủa, nãy bạn trai mình đang làm việc ở đâu? Em ở Bình Dương luôn chị ạ. Bình Dương luôn. Dạ. 29 mùa khoai sọ. Dạ vâng. Khoai sọ là giống như củ khoai môn hả? Dạ đúng rồi chị. Ủa sao tự nhiên ta nói 29 cái xuân xanh hay là cái gì sao? Cái mùa khoai sọ là sao? Trời ơi, không nhận cặp giới thiệu dễ thương là... Bên thì 30, 31 cành. Bên thì khoai sọ. Em tên là Đạt, 31 cành. Bên kia em là 29 mùa khoai sọ. Trời ơi trời. Ủa 29 tuổi chưa có bạn trai hả? Dạ có rồi mà chia tay rồi chị. À chứ tưởng đâu nó chưa có mối tình nào. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ em chia tay được 6 năm rồi chị. Wow, 6 năm nay không ai đeo đuổi hả? Dạ ế, bây giờ mới nhờ chương trình đó chị. Tại sao? Tại sao lại ế? Dạ chắc là do môi trường làm việc với có thể là do duyên cho tới nên là... Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là thích nấu ăn, chơi thể thao giỏi. Môn gì? Môn gì cũng chơi được, bóng chuyền, cầu lông, wow. Bóng đá. Bóng đá luôn? Dạ. Bóng đá, đá vị trí nào? Em tiền đạo. Tiền đạo. Dạ vâng. Đá giờ vô nhiều không? Dạ, năm cuối của đại học suýt nữa là vô phá lưới. Ghê ha. Khuyết điểm của em là sợ tốc độ, nóng tính, nhiều khi thì không... kiềm chế được cảm xúc của mình á chị. Rồi lúc không kiềm chế được làm gì? Thì đi nói cho người khác nghe. Ồ, có nghĩa là không có giữ lại được trong, dạ, trong lòng đúng, mình đúng phải rồi, đi tâm sự đúng không? Dạ đúng rồi, tức là ví dụ như là mình buồn một ai đó chẳng hạn thì mình phải nói cho người ta biết. Giống chị đó. Bạn trai. Dạ. Bạn nghe những cái chia sẻ của bạn nữ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy có cái sở thích là giống em ạ, thể thao. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Tại sao lại chia tay? Do em vô tâm một phần, hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh ấy thì em lại chọn đi đá banh. Tức là vô tâm với bạn nữ là không có được đâu nha. Bạn thích đá banh hả? Dạ. Vậy là hợp bên kia rồi. Bạn đá vị trí nào? Trừ thủ môn ra. Trừ thủ môn là đá tất cả vị trí. Dạ. Bên kia là tiền đạo ha. Cũng được đấy. Hai người sẽ có thời gian gặp gỡ để trao đổi kỹ hơn nha. Anh có món quà, cuốn sách anh rất thích và đây là trà do gia đình anh tự. Trà Thái Nguyên đúng không bạn? Dạ, Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên ạ. Trà Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên. Rồi cuốn sách gì vậy? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Thấy hay rồi em tặng. Thế giới bạn... rất rộng lớn. Hai bạn trò chuyện với nhưng nhau đi. Ở đây thì thế giới nó rất là nhỏ, hai bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Anh trong bữa ăn á, anh thường thích ăn những món gì nhất? Thường thì anh thích ăn nhiều món lắm, cứ món của người thân mình nấu cho ăn là thích rồi. Hồi nãy em còn nói là em làm công việc gì nhỉ? Em là giáo viên. Giáo viên tiểu học. Tiểu học. Dạ. Em nói là xin được công việc ở Thái Nguyên thì ok đúng không? Dạ. Thì cái đó thì anh nghĩ là anh làm được. Vậy ý anh là về Thái Nguyên con điểm của anh ấy thì không nhất thiết là phải về Thái Nguyên mà ở đâu đất lành chim đậu vậy thôi. Bây giờ mình nói chuyện, mình suy nghĩ gì người đối diện và tim mình có đập hay không, có thích người đối diện hay không, nói hết cho bạn gái biết đi. Nãy giờ tim anh cũng đập vui lắm. Thỉnh thỉnh thì anh thấy ai cũng hứa là sẽ yêu em hết cuộc đời, chăm lo em hết cuộc đời, còn anh không hứa được như thế. Anh chỉ hứa yêu em được đến khoảng 90 tuổi, chăm lo em được đến 90 tuổi thôi. Và hy vọng là em cho anh một cái cơ hội để chúng mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh muốn ôm em vào lòng,
Đặt lên môi nụ hôn thần tiên, anh muốn ôm em khi cách xa. Người ơi, có anh và em. Dù thế giới có ai gian dối ai, thì tình anh vẫn luôn trao nguyên vẹn. Dù thế giới có vật đổi sao rời, thì tình anh chỉ trao em mà thôi. Người yêu ơi, xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi em đang có anh, anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Bạn gái, ai nói suy nghĩ của mình ngay lúc này? Nói chung là lúc nãy giờ thì khi chưa gặp mặt thì em có cảm giác như là không có được là ưng với cái suy nghĩ của em. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe xong cái bé hát thì em đã rất là xúc động. Cảm ơn em. Hiện nay trong đầu em nghĩ gì về chàng trai này? Thì giống như anh nói là không có hứa, nhưng mà nếu như anh chỉ cần hành động thôi thì như vậy là đủ rồi. Hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Nó chỉ có 3 tiếng đếm, nhưng mà là giây phút để chúng ta lắng nghe được nhịp đập trái tim của mình, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, và cảm nhận đối phương có thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Một cô gái rất là nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt có thể rơi xuống, và các bạn sẽ nhớ những giọt nước mắt này. Nắm tay nhau đi bạn. Nào, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Hãy đi xem phim để cảm nhận tình yêu nó lãng mạn như thế nào các bạn nha. Đây là hệ thống chiếu phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy đến đó, một không gian vô cùng lý tưởng và lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng cho hai bạn. Ông bạn gái đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Không, người yêu giống như hùng con. Tình yêu luôn luôn bất ngờ. Nó có những khoảnh khắc mà chúng ta đúng tim của đối phương. Hy vọng rằng khoảnh khắc đó nó sẽ tồn tại và sẽ phát huy, và hạnh phúc sẽ đến với họ.